Giải Saudi Pro League hiện đứng thứ 5 trong top các giải hàng đầu thế giới về tổng chi phí chuyển nhượng mùa hè. Giải ngoại hạng Anh vẫn đứng đầu với chi phí hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ tính đến thời điểm hiện nay. Kế đến là giải Serie A, Ý 586 triệu đô la Mỹ, Ligue 1, Pháp 503 triệu đô la Mỹ, Bundesliga, Đức 494 triệu đô la Mỹ. Giải Saudi Pro League chi 332 triệu đô la Mỹ xếp trên giải La Liga, Tây Ban Nha 275 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, về mức lương trả cho cầu thủ, giải Saudi Pro League đã vượt xa mọi giải đấu hàng đầu thế giới. Đó là lý do tại sao giải đấu tại Ả Rập Xê Út này đã thu hút hàng loạt ngôi sao đến thi đấu. Trong thương vụ mới nhất, tiền vệ tấn công Riyad Mahrez của Manchester City gia nhập câu lạc bộ Al Ahly. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã chia sẻ, chúng tôi rất muốn giữ Mahrez, nhưng cậu ấy nhận lời đề nghị quá hậu hĩnh từ Ả Rập Xê Út. Ngay cả chúng tôi cũng không thể từ chối, về mức phí chuyển nhượng lên đến 38,5 triệu đô la Mỹ cho một cầu thủ đã 32 tuổi. Giờ đây, các cầu thủ hàng đầu thế giới đều không còn nằm xa tầm với của các câu lạc bộ từ Ả Rập Xê Út. Giải đấu này không còn là mối đe dọa, mà đã là thực tế rồi. Theo đó, thống kê từ trang Transfermarkt cho thấy, cầu thủ đang nhận lương cao nhất ở giải Saudi Pro League và số 1 thế giới hiện nay là Cristiano Ronaldo, khi mỗi năm danh thủ người Bồ Đào Nha nhận đến 219,2 triệu đô la Mỹ. Xếp tiếp theo là Karim Benzema, 131 triệu đô la Mỹ một năm, Kanté, 109 triệu đô la Mỹ một năm. Tiền vệ Jordan Henderson, 33 tuổi, cũng có mức lương lên đến 46,5 triệu đô la Mỹ một năm. Trong khi, Mahrez đồng ý gia nhập câu lạc bộ Al Ahly khi không thể từ chối mức lương lên đến 32,8 triệu đô la Mỹ một năm. Tương tự, các cầu thủ Koulibaly nhận 27,3 triệu đô la Mỹ một năm, Roberto Firmino nhận 24,1 triệu đô la Mỹ một năm.